Hello, what's up, chào anh em nha, chào quay trở lại với channel mình đây, Tiểu Tử Đường Phố Đáng Mười nha. Xin chào tất cả anh em của game kho báu huyền thoại bản Anh, hoặc là gọi là Gomu huyền thoại bản Anh cho dễ các bạn, vì hiện tại bản Việt chúng ta là Gomu rồi, còn không thích thì gọi là Gonmeri, tên chính chủ, tên gọi tên ruột của game anh em, Gonmeri, chúng mình gọi Gomu huyền thoại bản Anh cho dễ anh em. Thì bây giờ bản Việt đấy rồi. Hôm nay thì cập nhật cho anh em pull quả cốt, 5 quả cốt dùng chung mới anh em cực kỳ xịn sò. Ui tuần này nạp xem nào. Để xíu được một cháu Kaido bên này xem nào. 5 mảnh, 10, 20, 40, 80. Nếu tính như bên Việt mình 8k này rơi vào 1.6 triệu. 1.6 triệu được một cháu Kaido, không được, không nên nó đắt quá. Cũng gọi là vừa tầm anh em. Ui còn Polar thêm này. Ui đùi ui. Đồ đi theo thì khỏi bàn luôn. Thôi về vấn đề chính anh em đã cập nhật code anh em nhé. Cập nhật code quay quẩy game mọi lâu rồi, hôm qua lại qua quẩy game anh em. Bữa nay anh ba đâu nhỉ? Bên này thì anh ba chắc là thuộc dạng là không chơi không giết thì luôn đây. Đây đúng không? Đây là Pissamer. Đây. Anh ba Sanji V Smoke đây. Bên này thì gọi bình dân thôi, nhưng bên bản Việt hiện tại đã được búp lại rồi anh em. Đấy, búp lại mà nó đỉnh cao luôn các bạn. Ui. Khét luôn. Ôi ghé fanpage nào anh em. Ok, dành cho anh em nào chưa cập nhật thì hôm nay thì bên game đã tên code mới rồi anh em. Đây rồi, Gonmeri đây. Gonmeri bắt ở đâu? Sunny Party Gonmeri. Tên chuẩn đầy đủ, tên đẻ nó anh em. Đầu tiên thì chúng ta có một quả code thứ 6 vui vẻ các bạn. Với quả code này thì anh em sẽ nhận được 10 mảnh Big Mom, 3 cái cục thịt thì phải. Đây anh em, chuỗi sự kiện nhận mảnh A huyền thoại anh em. Đó. Đã hoàn tất, hiện tại thì code lên là lên rồi anh em, nhập đến ngày 13 tháng 11 hết anh em, 7 ngày các bạn tranh thủ nhập nhá. Rồi, giờ thì về game anh em, chúng ta nhập code thôi. Code thì nãy tôi lấy về đây rồi anh em. Đây 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 đây. 245. Đầu tiên là F461980 FFE7M7F anh em. Đây các bạn, 3 cái bánh bao các bạn, và 3 cục thịt các bạn, 3 bánh bao với 10 mảnh Big Bomb. Khá là ngon. Tiếp theo là đến code FAD6R109CD04 các bạn, 14 các bạn. Con đây là anh em nhận được 1k kim cương, 250 xu, đây là xu haki. Một dương đá cấp 3, cấp 2 các bạn, một dương đồ xanh. Tiếp tục với con đẹp tiếp theo anh em. FAED F908 E1E9 các bạn. 80 mảnh zip tay đen, 2k kim cương. Nói chung là được các bạn, được luôn anh em. Rồi, tiếp tục với code tiếp theo anh em. FB0541 F766ED anh em. Với code này thì các bạn sẽ nhận được 3k kim cương, 1k haki à. Ừ, haki thì anh em dương đá cấp 4 này, một dương nâng cam, 80 mảnh Shizaoshi và 40 mảnh của cháu A huyền thoại. Và code cuối cùng nổ được các bạn, em mới có đen cuối cùng. Có đen cuối cùng nó là cái có đen này các bạn này. FB1C8A6EEC27 các bạn. Với quả có đen này các bạn nhận được 4k kim cương, 2k anh em 5 dùng dương đá, nói chung là 40 mảnh của cháu A huyền thoại. Nói chung khá là ngon. Ở với an lạc này thì hiện tại đã lâng mọi thứ ok hết rồi. Anh A thì chưa đủ các bạn, thiếu 20 mảnh nữa thì mình up anh A lên được. Cái này kiểu ở server mới thì anh em nào đây bạn có định nhảy server mới thì chơi nó sẽ rất là ngon luôn. Yo. Từ từ các bạn, 20 mét vàng chưa đủ. Nào cho xin 10 mét vàng các bạn. Có nhân phẩm thấy không? Có cái nhân bánh thôi anh em. Cái nhân bánh đâu các bạn, thế nào cũng không phụ lòng người lắm anh em, đây bên này cũng quét vàng luôn, cũng không phụ lòng người lắm các bạn, cũng không phụ lòng người lắm anh em. Shop nào vừa đẹp, cam nào
Ok các bạn, ui ấp một phát là lên mặt trời cười luôn ạ. Rip cho đen anh em lên mặt trời cười luôn ạ. À lại còn 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 ấp cao lên thế này nữa ấy, thế mà không biết ấp mấy cháu này. Oh, cảm giác thật là lãng phí quả vừa nãy anh em. Thật là lãng phí. Ok. Đại trình phát anh em, kiếm thêm mid belly. Để xem nào. Lập vi Grow ra anh em, cho sen vào. Đấm nào, hay quá. Gọi tuyệt vời luôn anh em. À, win ở đâu nữa? Win rồi. Lúc nhẹ luôn các bạn. Thì cho rip lên nhờ. Cho rip lên anh em. Nên mặt cười luôn rồi, căng thế. Căng thế nhờ. Rồi, rồi. Gắt luôn các bạn, chứ nói căng anh em. Ok, tiếp tục. Hiện tại bên bản Việt thì nó pick lại nhiều hơn. Nhưng nhập kiểu vào nhập hàng này cảm giác kiểu có đen nó không có giá trị mấy anh em. Nhưng cái code này mà nhập vào bên xe mới thì tôi nghĩ là giá trị nó rất là cao các bạn, bởi vì khỏi phải nói anh em, các bạn cũng biết rồi. Với những vật quà chúng ta vừa mới nhập thì phải nói đây là không phải bình thường các bạn. Nhu, đàn này bao nhiêu? Vẫn còn úp này được nữa ạ. Nhu, căng thế nhờ. Để xem nào. Bảo vật. Chắc là của Luffy Taro rồi. Speed nữa à, ngon anh em. Sen mang đồ bạo kích hả? Đồ bạo kích với xe đạp. Ừ đúng rồi, check bên này xem. No mang kiếm hút máu hả? Rip. Ok, bên này thì cũng có vài cháu bên kia tôi đang chơi anh em, nghiên cứu qua. Xem nào, hôm nay bên này có boss không? Những boss thì như hôm qua mở rồi anh em. Hôm nay không có boss, hôm nay không có boss anh em. Có vào đánh thử xem thế nào. Ừ hợp lý nha em, xong mình phải căn vào đánh boss bên này anh em, xem boss bên đam nó khủng không. Đây boss đây anh em. Hôm nay cũng đam Nabun à. Nabun thì phải mấy tướng vật lý anh em, đây như kiểu chỗ này này. Zoro hay Kata hơn các bạn. Thử trực phát coi. Tem này đánh phải lên tầm mấy chục, mấy trăm, never mấy trăm, mấy trăm các bạn. Thuộc chưa gì đã 10k rồi kìa. Úi dồi. Nghe đơn giản thế nhờ. Nhưng mà 16k rồi anh em. Ui 1 phút. Ui chưa hết 1 phút anh em. 1 phút này 30k quá. Chú. Gần 30k anh em. 35k. 36k 1 phút các bạn, 1 phút 36k. 5 phút được hơn 100k không? Đánh được coi các bạn xem được hơn 100k không? Tính ra đi cái này hôm nay cầm theo ấy đấy nhỉ. Mi hoắc anh em. Chuyên vật lý ok hơn nhưng mà thôi kệ anh em, tem này đánh cũng được rồi. Chú, là mấy k rồi kìa. Chắc được các bạn, ui never 108 rồi. Khét thế nhờ. Ok, đấm nào, Kata đấm nào. Dây lây, bục máu liên tục các bạn. 66k. 68. Chưa được 70k anh em. 2 phút trôi qua nha, mới có 2 phút trôi qua, còn 3 phút nữa các bạn. Nhu, càng đấy. Hơn 100k bình thường các bạn, cái này hơn 100k bình thường. Dư sức. 79, 78. 81, 82, 83k. Tới nào. 86k rồi các bạn.
90. Vô hợp lý luôn anh em. Còn 2 phút cuối. Lên được ông ta, lên được 150k không? Sắp 100k rồi anh em, bu level 144 kìa. Căng thế nhờ. Ui. Khét nẹt luôn các bạn. Cho mấy bác bên này, mấy bác tốt nhưng mà đánh 200 quá. 200 hơn 200k quá, nghi lắm các bạn. Ồ, 115, 12, 13k. Không, chắc không được rồi anh em, chắc được 130k là cùng. Chắc là chắc được 130k thôi. Hán được 130k anh em. Thế là đánh nó chậm hơn rồi mà. Đoạn này đánh vào tốc độ hồi điểm nó chậm hơn rồi anh em. Đó. 120k các bạn. Ui trời, nhưng mà gắt nhờ. Quá khủng khiếp các bạn. Nufitaro đồ các kiểu anh em, hịn hò luôn. Ok các bạn, chất lượng uy tín luôn. Lộp. Bao nhiêu? 125k các bạn, 125k. Ui gắt thế. Rồi vô chơi thôi, clip kết thúc rồi nhá. Hẹn gặp anh em clip theo. Cảm ơn bạn dõi theo video kênh tiểu tử đường phố rất nhiều. Giờ thì bye bye, xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở clip theo. Bye bye.